bất bất tranh rồi. Ăn phúc mạnh nào cho hết đi. Ăn phải bố bạn ăn cái này thì là cái này thêm thôi, đừng làm không phải bất tranh. Mời cả nhà nhé. Nạc trâu. Chào cả nhà nhé. Đây này, thời tiết nó mưa quá, cánh đồng này mưa. Đang đứng chờ ông anh mình mang hôm nay xuống làm một món tiết canh trâu cả nhà. Đang chờ ông anh mình về thì này cùng làm, mưa quá, đang các cơn mưa thì cả nhà xem tiếp không. Mình mỗi tuần người ta thịt một con trâu, hôm nay anh ấy mình lại làm một ít thịt trâu về để quay tiết canh. Và một món bác làm thịt trâu sống gì đấy, gọi nạp nhất cái này. Làm hai mâm tiết canh. Đang đi chờ cũng lâu thế nhỉ. Đó, mưa ấy cả nhà. Mưa đen xi rồi luôn. Nhất chi là tốt. Lúa được tí mưa cái tốt ngay, vợ chồng bây giờ đang nắng chang, bây giờ được mưa cũng tốt quá. Bây giờ bác kia đâu? Phi xuống tập trung để làm ăn cho nhanh, mưa đang mưa cả nhà. Làm lâu lắm ăn cái trâu nó sướng rồi, thời điện lâu lắm rồi. Từ Tết này, Tết ăn một lần rồi. Được cái mưa cái lúa tốt hẳn thì cả nhà nhỉ. Xanh hút lên. Đang mưa to lắm. Thôi bây giờ mình đi về cùng làm thôi. Tập trung làm anh em còn ăn. Nên cả nhà xong một chầu làm mà luộc xong hết rồi nè. Bây giờ một cái có cuống họng trâu rồi. Trâu và thịt trâu. Đấy, luộc biển luộc xong hết rồi và nó băm rồi anh tiết canh. Hôm nay anh em mình nói anh tiết canh trâu. Đây là rau sống, ớt tiết. Sẽ đánh một vài đĩa tiết canh trâu ăn. Đấy, anh từng này có từng này là băm hết từng này. Để đánh tiết canh. Trâu nha cả nhà nhé. Đấy, cống họng ấy. Ông anh trai mình vừa lấy về này, mấy anh em tập trung để làm ăn. Còn món nữa ba cái nào món thịt sống riêng mình chị. Mình không biết mình phải thử nhiệm vụ luộc cho cái này băm cái này để đánh tiết canh. Nước xịt. Cũng họng cả nhà. Cũng họng cho vừa không biết băm có dễ không nhỉ. Sốt nó nhảy. Cái này thái. Thái xong mới băm nó bắt nó nhảy hết. Nhảy nó chung. Lắm. Chỉ thái thôi. Thái rồi. Cái này cái này chỉ thái thôi cả nhà, băm nó nhảy hết. Thái nó nhỏ nó nhảy hết. Ăn nó đồng cũng được. Thái mình thái xong là mình cho vào đây thôi chứ còn tôi làm rõ. Đây này cả nhà này, sụn này. Đấy, cống họng này. Rồi thịt chả đây băm. Đấy mà mình xúc hết vào. Xúc hết vào đỏ hồ nấu đến là mang đi đánh. Xong rồi cả nhà. Đĩa này hội tụ đủ hết rồi, mình trộn đều lên. Ngon cho nhìn cái bổ ngon như cả nhà. Tiết canh trâu đúng không? Bánh ấy là đấy. 7-8 cái cốc này là hai cái này là đầy tràn đấy. Ủa thế nên bác lấy phin hết vậy nha. 7-8 cái cốc à. Nói có nghĩa là một bánh 1-3, 1-3, 1-4. Tiết trâu đánh không có đánh khó đông lắm. Để người ta hãm cái tiết trâu nó bao giờ nó đặc hơn tiết không như tiết lợn. Ngon chưa? Đĩa bổi quá tuyệt vời. Mình chia ra là bánh vào hai đĩa. Mình chia ra đi đánh nhau sau. Anh về sau. Ôi, cả nhà đấy, sau khi một chầu làm đã xong rồi. Bây giờ là lá chanh các thứ đông đặc luôn. Đấy. Đông gọi là hơn thạch rau câu trong hải. Chuẩn luôn, bên này chiến thôi. Gia vị, rau húng này. Còn món này là món của ông anh cả thôi.
Nạp xoay nạp vào cho đây. Món này là món món nạp, nạp trâu. Đấy, ná ổi, ná chanh các kiểu rồi, dòng dâu. Bóp đi, bóp cho hết gì. Chát, chua chát. Một lửa cho vào đây. Món này lần đầu mình ăn đấy. Bấm thì nhớ là nó tươi canh ngon, hay để ngoài được. Ngon chưa? Hai đĩa tới cái trâu ấy cả nhà. Đấy, ăn kèm là mới có rau thơm, rau sống, ớt, chanh, hành, tỏi, xả xiết. Đấy, bánh tuyệt vời. Và chờ ông anh cũng làm là nạp mấy nữa đấy là xong rồi chiến. Đấy cả nhà, trời đã bắt đầu mưa rồi đấy. Mình có dấu hiệu bao giờ là mưa, đang mưa rồi đấy, không có hạn hán này rồi. Đấy. Tiểu cảnh non bộ. Bác ấy tự tay làm đấy, khéo tay phết đấy cả nhà. Đi làm trên núi về mang đá về tự ghép đấy. Mận cái non bộ này, cái nhũ đá này đẹp ghê. Làm được cả cái, tự làm được cả cái bàn đá này, thế mới giỏi. Khéo tay phết đấy. Rồi, mời cả nhà ăn, anh mấy anh em mình ăn làm chỉ có tiết canh trâu và nạp trâu thôi. Đấy, nạp trâu đó ông anh mình ăn làm. Đợi bão về. Vùng mình là gì? Wow. Nha. Yeah. Mình sẽ làm cái món nạp nạp trâu sống. Nạp trâu thì phải sống rồi đúng không? Đấy, qua suối gấp các kiểu vào. Đấy, mời mời cả nhà nha. Ngon chưa? Ngon được, thơm, lá chanh nữa nhỉ. Làm lá chanh nó thơm. Rượu chắc, rượu ngon. Rượu chắc đòn. Đây gọi luôn là món thịt trâu sống cho xong nạp. Mời cả nhà. Nạp gọi là nạp. Ngon. Từ Bắc có mắc kén nữa cơ. Ôi, đấy quên bảo nhỉ. Mắc kén là mình trên nhà mình đấy. Quá rồi. Ngon không? Ngon. Mình ăn nào. Ăn nào trâu vậy, cho môi cả nhà. Đào tạo lắm. Đá chanh nào ổi này. Ngon hơn tiết, lúc tiết này mà chả. Tỏi này. Thế mà xúc con quá ăn được ạ. Nạp về cả nhà. Anh đưa cay một tí đã. Một tí cay vào. Cám này. Cái trâu sống mầm nó. Tỉnh cao rồi đấy. Bắt thấy ít chanh nữa mà. Đúng cộng là chất. Đây bác. Còn một ai hạt nạp nữa. Mời cả nhà nhá. Đấy, nạp trâu sống đấy, mình cho đủ các món này đấy. Ngon rồi. Quá ngon. Chào mạnh đi. Chào mạnh đi. Thằng nào chàng gọi. Ngon. Tối nay là ăn bao nhiêu cơ cho nhà. Cho mà. Tối cho mà xả ăn. Ngon. Wow. Cái này cho nhiều cái chặt. Cái này là đá sống luôn được. Cái này là ăn chanh là ăn thêm thôi. Không, cái này nó làm rồi. Chanh là ăn thêm thôi. Đúng không, nó không phải bắt chanh vào. Tuyệt vời ông mặt trời. Ăn là chắc là nghiện. Ô ăn ngọt nhỉ? Ngọt ngon rồi. Nhưng mà mình thèm cái canh quá rồi, mình phải phá cái canh trước. Ăn 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 đĩa này trước nhá. Còn đĩa này để tí nữa ăn hết thì ăn sau. Nha, cho luôn. Nạc vào. Ăn rắc cái đây. Rắn lắm cả nhà. Chiếm người chưa? Đấy, chiếc đó nó coi là biển đánh cũng giỏi phết đấy nhỉ cả nhà nhỉ. Hay ăn thì năn vào bếp. Cay quá. Tỏi rồi, ớt, tỏi.
Mời cả nhà nhá. Tiếp canh châu. Đấy, tỏi này, ớt, nạc, các kiểu rau thơm với lá chanh có trong đấy hết rồi. À kia là mồi à? Rồi mồi ăn nó đã. Mồi rắn rưa cả nhà. Rắn đe nhỉ. Mời luôn. Món này. Tuyệt vời không trời. Làm nhớ là lắm rồi, đúng 20 năm này mới ăn món Tây Bắc, làm tí nào tư cay. Đúng rồi. Hãm rồi. Wow. Vừa nhỉ, đánh 1-3 đấy là vừa nhỉ. 1-2.5 tốt ăn đi. Sân đi. Sân tiết đi. Sao mình lấy cái cú hắc. Lấy cú hắc nó ăn nó giòn. Tuần trước lấy đánh một thịt ăn không ngon bằng. Cú hắc ăn giòn. Nó phải có bản sắc. No rồi, hai đĩa này ốm không hết. Đánh nguyên thịt ăn không. Thôi cần nướng không ăn. To, nó thịt nhiều ăn nó đầu. Không biết cứ phải truyền nạp đã. Nói đùa cái này ăn vào mình nghiện thật rồi. Không biết là mình cái lâu ngày không ăn nó thèm thế đó. Vắt chanh vào, vắt chanh cho ổ nữa mà ngon. Ngon đấy, cái chanh ngon. Ăn nào đấy, toàn lấy môi xúc hết. Chanh đây. Ăn mạnh vào. Quá. Cái canh. Bây giờ mới mất chanh rồi. Ăn xúc mạnh nào cho hết đi. Ăn phải bố bạn ăn thế này. Thì này cái này thêm thôi, mình làm không phải mất chanh. Mời cả nhà nhé. Nạc châu. Tôi ăn nạc châu thấy ngon hơn nạc bò. Nạc bò mới lắm. Không, cái này đi ra thì ăn mà làm rồi. Nó chủ yếu nó ổn. Dạ không, cái này ăn hơn cái mê nhiều. Nó cũng đúng rồi. Mình làm đấy ăn hơn cái mê nhiều. Cái mê ai à. Nó đánh lại đâu. Được quá. Nạc đi làm biếng này mời cả nhà, để ăn chanh, chú ăn, phô này phô từ từ để em rắc khâu, thấy cho em biết nạc đây được, nạc đây, ớt nè, ớt thôi đây có rồi, mời tất cả các bạn thưởng thức nha, ngon lắm này, bằng mua thì hơi thi nhở, ngon quá. Mua đi thì cứ đi là điền vi tính như thế, gõ vi tính là được, nhưng mà nó mát mà nó ngọt. Thế à? Mời đến bác thưởng thức đi. À, đưa đây chờ mỡ thế thì bác thưởng thức đi. Nào ăn phải bằng môi chứ. Ăn môi thơm tháp, môi xúc. Mua mấy? Mua. Mua mấy đấy? Mua phổi khó lắm. Đắt gấp đôi mình. Tôi biết xỉa, tôi sấn vào đây cho anh. Đấy, gạt nó, em gạt cái bát này. Chưa ăn làm không? Đấy, những mùi to, ăn tham, ăn tham đến môi. Mời cả nhà nhé. Gì à? Ăn cái canh bằng môi nó mới đã rồi, đã điển. Nhà đây, mấy miếng mà, nó thơm. Sụn, sụn trắng tinh, ăn giòn cơm cốc luôn. Đấy, anh mới mua, làm, gặp, làm. Đang làm, trường đại học công nghiệp, nhưng mà làm là chi luôn. Nó bên ngành gì mà nó quen, cười. Thì mình bán giấy. Chắc là phải giới thiệu được. Có những mấy chắc. Thì con ngon hơn từ trước. Tôi nướng. Kẹp. Bạn này thưởng thức nha, ngon lắm. Đập tỏi nha. Đập tỏi gương mà nướng. Con bạn này phải có sốt này. Đúng không? Cái tanh không? Ăn đây cái dâu à? Ngon.
từ phẩm ăn cũng nắm là cái món này không ngon được, ngon nó ngủ. Tôi cũng dạo gì lắm nhưng mà cái món này đúng hợp khẩu vị, ngon thật không nhỉ. Múc cái này phải trao vào nước nó mới ngon rồi. À, nó còn cái nước ngon, nước chua chát này đấy. Châu nó cảnh ngon. Đã đời ra điển ăn hạ một ngon lắm. À sướng. Ăn nó mát. Ngon. Hạ mới tốc to à, ngon. Ngâm ấy. Nạp. Hạ cái tụ nó giòn. Hạ đấy, ngày mới hạ nó giòn quá. Hạ này, hạ này. Đâu rồi, có gọi hết rồi, Quyền gọi đang bảo đang ở công ty, gọi Quyền này, gọi các cửa, gọi nghiệp thì để cho tối chú vào không, làm gì có chuyện để tối được, đang chiến. Gọi cho nghiệp ăn hết, nó nhiều thế, nó đi làm. Có xin một cốc thì một cốc là cũng được một đĩa này. Nó đi làm. Xin đúng ba cốc này. Thế nó tiết dầu đánh nó ra nhỉ? À. Nó cần nước, lấy một ba, nó không như là. Hào nhất là cháu thì biết là thịt là thịt là hào nhất. Hào biết. Chỉ đến một rưỡi, một hai là cùng rồi. Châu ấy là. Rồi, mình xin kết thúc video đây nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nip nha. Nip của mình hôm nay là tiết canh châu và lạp châu của anh mình. Đăng ký và ủng hộ anh em mình nha. Chào cả nhà. Ngon quá. Chào cả nhà yêu nha.